Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với quý vị và các bạn các bước cơ bản để chúng ta cắt sửa một cái phôi bonsai. Và cái phôi ở đây mình muốn nói là cái phôi mình đi khai thác về đấy các bạn. Hoặc là chúng ta cắt sửa lại một cái phôi mà mình mua được. Có thể là ở một cái nhà vườn nào đó người ta trồng, người ta bán. Có thể là một ai đó người ta đi sưu tầm được, vân vân. Và hôm nay thì gần Tết rồi, 29 Tết rồi. Mình không đi ra núi mình đào cái phôi được, với về mình chia sẻ với các bạn. Còn một số cái phôi dâm kia thì mình đã dâm rồi. Và hôm nay mình có đi sưu tầm tạm một cái phôi dưới để về mình chia sẻ với các bạn. Cái phôi đây các bạn này. Đây. Đấy. Bây giờ mình chưa bàn đến vấn đề xấu đẹp, mà bây giờ mình bàn đến các bước để mình cắt sửa một cái phôi như thế này. Bây giờ mà mình mà nói đến ý tưởng rồi tác phẩm rồi nghệ thuật thế này thế kia là nó rất là phức tạp. Mà nếu mà ai mà đã có một cái chuyên môn cơ bản về cây cảnh rồi thì mới hiểu được. Còn những ai mà mới nhập môn thì bây giờ mà nói những vấn đề đó người ta nghe nó đau đầu lắm, không hiểu được. Và với những bạn mà có một chuyên môn rồi thì cắt sửa cây cảnh nó lại quá đơn giản. Và ở đây mình đang muốn nói đến những bạn nào mà chưa kinh nghiệm để chúng ta có thể cắt sửa một cái phôi mà không bị lỡ. Bởi vì thế này, trước đây tôi từng mắc khi mà chúng ta có một cái phôi, chúng ta nhìn nó chưa ra và chúng ta cắt. Cắt xong rồi thì chúng ta nhìn thấy một cái kiểu nào đó nó đẹp hơn. Nhưng đến lúc đấy thì mình đâu có nối lại được. Ví dụ cái cành như thế này, ví dụ cái rễ như thế này. Lúc đầu mình thấy nó dài mình cắt bỏ đi. Nhưng mà đến sau mình thấy mình trồng một cái dáng khác đẹp hơn. Nhưng cái rễ đấy cắt mất rồi, bây giờ làm sao? Thế nên là trước khi cắt phôi các bạn cần phải đi các bước rất là kỹ càng. Còn bạn nào mà ôi rồi ông vé chuyện tôi cắt thì tôi cắt phút mốt là xong thì... Đối với bạn nào mà đạt đẳng cấp như vậy rồi thì chúc mừng các bạn. Còn những bạn nào mà chưa biết thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta xem để chúng ta thực hành. Sau đây tôi sẽ chuyển máy sang một cái vị trí khác để chúng ta nhìn nó dễ. Thì ở đây nó vướng cái cây này thì chúng ta nói nó sẽ khó hơn. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn các bước để chúng ta cắt sửa phôi. Và đối với một người mà chưa hiểu nhiều về cây cảnh chúng ta có thể làm được các bạn ạ. Khi các bạn tìm một cái phôi, bất kể một cái phôi gì, việc đầu tiên chúng ta cần phải đưa cái phôi này lên. Chúng ta kiểm tra, một là chúng ta dựng đứng lên. Sau đó chúng ta xoay. Ta xoay dần. Xoay dần, xoay dần. Xoay theo các hướng. Và khi xoay các bạn xoay từ từ thôi. Và chúng ta mới nhìn xem là cái phôi này liệu mình trồng theo cái phương này có được không. Tức là theo cái phương thẳng đứng đấy các bạn. Ta gọi là dáng trực đấy. Và các bạn nhìn ngắm thật kỹ xem dáng trực nó có hợp hay không. Khi các bạn kiểm tra như thế này thì có thể cái dáng trực sẽ hợp với cây này, với cái cây phôi các bạn đang cầm đấy. Và chúng ta thấy là cây này trồng theo dáng trực cũng được đây. Nhưng mà các bạn đừng vội cắt nhá, chưa cắt. Các bạn nhìn cái đã. Nhìn dáng trực xong thì bắt đầu đến dáng siêu. Siêu như thế này, các bạn ngắm, giữ và ngắm. Đối với các cái phôi mà nó to nặng ấy thì các bạn cần một người khác để giữ, hoặc là chúng ta dùng cọc chúng ta chống. Đấy, và chúng ta ngắm xem là cây siêu thì nó có ổn hay không. Các bạn ngắm và kiểm tra cẩn thận với dáng siêu. Và có thể chúng ta cũng thấy hợp, nhưng chúng ta chưa vội cắt. Có thể là như thế này, có thể là như thế này, hoặc là như thế này. Các bạn ngắm. Tiếp theo đến dáng hoành, tức là nó nằm ngang, thì mình cũng kiểm tra xem nằm ngang có được không, có ra được cái hình hài gì không. Ví dụ như thế này thì các bạn thấy có vẻ nó giống như một cái con hươu, con nai gì đấy. Nếu các bạn mà muốn làm kiểng thú thì chúng ta có thể trồng như thế này để chúng ta tạo ra những cái chân đấy. Còn cái cành này thì mình sẽ bỏ đây, nó như thế này đó, thì mình cho nó nằm theo như thế này, mình kiểm tra. Hoặc là các bạn có thể trồng cũng là dáng hoành, nhưng mà các bạn cho nó ngửa như thế này. Ngửa như thế này thì những cây nào mà có mầm phát triển từ rễ, ví dụ như là cây khế này, cây dưới này thì được. Nhưng có một số cây rễ nó không mọc mầm thì chúng ta không trồng được, ví dụ như là cây xanh, cây si chẳng hạn này. Và khi trồng theo dáng hoành thì có lẽ là như thế này nó hợp hơn. Bởi vì là cái thân nó nằm đây thì cái mầm nó lên phát triển tốt hơn, và cái rễ nó nằm dưới nó sẽ thuận hơn. Và chúng ta thấy đây là cũng là một phương án đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta thử dáng huyền xem. Tức là cái đầu nó trúc xuống. Đây, cái đầu cây nó trúc xuống như thế này.
và cái rễ cây mình sẽ lấy phần này làm rễ, mình trồng vào chậu chỗ này và cái đầu nó xuống đây, sau đấy thì mình lấy cái phần ngọn đây này mình cho nó đi tiếp xuống đây thì nhìn nó cũng hợp lý. Đây, các đường nét như thế này đây. Đấy, đường nét của nó đấy. Và như vậy là trong bốn dáng trực siêu hoành huyền, chúng ta nhìn xem cái dáng nào mà mình ưng nhất thì mình sẽ chọn. Ngoài ra mình sẽ kiểm tra một số cách trồng độc lạ. Ví dụ như cái cây này nó có một cái rễ rất là cao. Đây. Thì chúng ta thử trồng theo cái kiểu này xem nó có hợp hay không. Đây. Nó sẽ như thế này. Và nếu mình thấy hay, mình sẽ trồng cho phần này chạm đất này. Còn phần này nó sẽ bổng lên. Tuy nhiên là khi mình ươm cây thì mình sẽ ươm cho nó sống cả, sau đấy mình sẽ chuyển cái rễ này trồng sau. Đây, cũng là một cách. Đó, cái này thì nhìn nó khá chênh vênh. Và nếu trồng như thế này thì chúng ta sẽ kết hợp cho cái cây này nó ôm vào một hòn đá bên cạnh này, hòn đá đứng bên này, và các cái rễ này sẽ ôm nó hòn đá, còn cái rễ này nó sẽ dựa hòn đá thì nó sẽ hợp lý hơn và cây nó sẽ như thế này. Đây cũng là một cách. Sau khi xác định được dáng cây thì bước tiếp theo đó là chúng ta xác định đến đường nét của cây, tức là đường cong, đường thẳng, điểm lồi, điểm lõm. Ví dụ như cây này, cái phôi này, thì từ ở đây mình nhìn lên, đây, các bạn thấy chỗ này lồi, có cái rễ ra, hoặc là cành ra thì mình giữ lại cành này. Còn nếu mà cái chỗ này nó quá dày thì mình buộc phải cắt bớt, nhưng mà đây nó cũng đã thưa rồi thì mình cũng không cần cắt bớt làm gì. Và chỗ này là một chỗ lõm thì chúng ta không nên lấy cái cành ở đây hoặc là cái rễ ở đây thò ra, mà chúng ta nên lấy điểm lồi, ưu tiên điểm lồi. Thì chúng ta có thể lấy cành hoặc lấy rễ ra thì nó hợp lý hơn và nó đẹp hơn. Còn như cái chỗ lõm này, bây giờ mình lấy một cái rễ ở đây hoặc là một cái cành chỗ này thì rõ ràng là nó không hợp lý, nó không được đẹp. Đó, sau khi xác định các điểm lồi thì các cái điểm lõm nếu có cành ấy, chúng ta sẽ cắt đi. Nhưng mà cái cây này thì nó không có cái điểm lõm nào nó có cành nên mình không cắt. Tiếp theo là những cành mục này, cành chết này, chúng ta nên cắt bỏ, chúng ta không nên tiếc. Cành chết, cành mục thì để lại nó chỉ có làm cho cây nó mục thêm thôi, không giải quyết được cái gì. Tiếp theo là đến những cái rễ nhỏ này này. Rễ nhỏ là rễ tơ đấy, đây. Các bạn đừng có cắt nhá. Nó nằm không đúng điểm nhưng mà chúng ta đừng có cắt, vì những cái rễ này nó sẽ giúp cho cây sống. Đấy, ban đầu là giúp cho cây sống, sau này mình cắt sau. Đến khi nào mà các cái rễ lớn này này mà nó ra rễ tơ, nó sống bằng cái rễ này rồi thì mình mới cắt cái rễ bên trong này, tức là các cái rễ mà mình cảm thấy nó không cần thiết ấy. Chứ bây giờ nó đang rễ tơ, nó sống, mình lại cắt đi là rất là phí, mà những cái rễ này giúp cho cây sống. Rồi, bước tiếp theo là các bạn cần phải tính toán xem là cái thân này mình sẽ nuôi to như thế nào và các cái rễ này mình cần dài bao nhiêu. Đây, ví dụ như cây này bây giờ tôi quyết định đây, mình sẽ trồng nó theo cái hướng hơi nghiêng nghiêng như thế này, tức là nó giống một cái con ngựa hay con gì nó đang gù như thế này. Đấy, thế thì bây giờ các bạn thấy là cái phần sau này nó khá cao. Nó khá cao mà chỗ này nó lại bị mục này. Đây, thì mình cắt đi. Đấy, cái này chỉ là một cái ví dụ thôi, chứ còn khi mà gặp cách phôi thực tế các bạn cứ theo cái bước này các bạn làm là sẽ được thôi. Thì mình sẽ cắt đây đi. Vì cái chỗ này mà có để thì nó cũng mục, nó không có ra rễ được. Mình sẽ cắt. Và các bạn chú ý là mình nên cắt vuông góc nhá. Cắt vuông góc thì sau này nó nhanh liền sẹo hơn. Đây, nó bị sâu ăn các bạn ạ. Đây, bây giờ nó còn lại như thế này. Tiếp theo mình sẽ quay sang bên cái chỗ nào mà còn dài ấy, mình tính xem là tương lai thì mình sẽ trồng cái cây này, cái rễ nó đến đâu. Ví dụ tầm này. Đây, tầm này thôi. Hay là tầm cao như thế này. Nếu các bạn xác định về trồng cao như thế này thì mình sẽ cắt một chút ít rễ thôi, sau đó mình trồng như thế này. Và các bạn thấy đối với một cái thân như thế này mà rễ lại cao như thế này, có vẻ là cái rễ nó giống như là cái chân nó con hươu cao cổ ấy. Nhìn cái cây nó sẽ mảnh khảnh. Và sau đấy thì mình quyết định mình sẽ hạ xuống đây. Đối với cành nhỏ thì mình dùng kéo mình cắt lên đây, hạ xuống. Còn cái cành này khá dài, bây giờ mình xem cái cách trồng đứng này nó có hợp không. Trồng đứng này e rằng nó cũng không được đẹp lắm, thì mình sẽ thôi không dùng cái dáng này. Để mình quyết định mình cắt cái rễ cao này, bởi vì cái rễ cao này là cái rễ dài nhất. Nếu mình mà trồng đứng như thế này thì mình phải để lại.
Và với cây này trồng đứng thì mình không thích lắm. Thế nên là mình thôi. Còn các bạn gặp trường hợp bên này các bạn thích, các bạn để lại các bạn trồng. Và khi đó các bạn phải ủ như thế này, ủ cát. Ủ cát cho nó sống thì sau cái đầu rễ này này. Nó ra nó sống khỏe rồi các bạn mới trồng đứng như thế này. Chứ các bạn đừng có trồng đứng vội nhá. Trồng đứng vội thì chúng ta lại phải dùng cái chậu lớn, chậu cao mình dâm nó phức tạp ra. Đấy. Và chốt vấn đề là mình sẽ trồng cái cây theo cái dáng nghiêng như thế này. Và mình sẽ cắt lại chỗ này. Đấy, nó sẽ được như thế này. Tiếp theo thì cái rễ bên này mình buộc phải cắt bỏ chứ không thể để được. Thì mình sẽ cắt đi. Bây giờ cắt rồi thì chắc chắn không nối lại được. Đây, nó sẽ như thế này. Đấy. Và mình sẽ cần cắt thêm chỗ này cho nó hạ xuống. Để nó vẫn hơi cao. Đây. Như thế này đấy các bạn. Đến bây giờ thì có vẻ nó cũng hợp hơn rồi. Nhìn nó hơi giống con trâu. Đây. Và cái rễ bên này khi mình đưa ra thì mình thấy nó đến cái tầm này nó cũng vừa rồi, mình cắt đây. Còn lại các cái rễ nhỏ mà nó mềm các bạn ạ, thì mình nên dùng dây mình uốn. Mình uốn cho nó xuống. Như thế này. Còn cái rễ bên này này, các bạn thấy hiện tại nó đang vổng lên. Thì mình sẽ bẻ cho nó cong xuống. Và mình dùng dây mình ghim lại. Cong hết như thế này. Mình sẽ dùng dây nhôm các bạn ạ. Để mình kéo cái rễ này xuống. Tuy nhiên khi kéo xuống thì mình đã thấy bên này nó có cái rễ bị vỡ đây. Thì mình lại phải cắt sửa bên này trước, sau đấy mình kéo dây sau. Đấy các bạn, đối với các cái phần mà bị vỡ, bị gãy thì chúng ta nên cắt bỏ nhé, chúng ta không nên tiếc nhé. Bây giờ mình sẽ kéo cái rễ này cho cụp xuống theo đúng ý đồ của mình. Và mình chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm này. Khi các bạn mà buộc dây các bạn kéo ấy, thì các bạn nên lót một miếng gỗ để tránh dập vỏ cái này. Tương tự bên này cũng vậy này. Chúng ta nên lót một cái gì đó. Đây. Để cái dây thép nó ép vào cái rễ cây hoặc là cành cây nó đỡ bị lún nhiều. Và đến bây giờ mình là thấy cái rễ nào nó chống cao mình là cắt bớt đi. Và khi mình trồng mình sẽ trồng nghiêng như thế này. Nhìn nó cũng hơi giống con trâu. Đây như thế này đây. Cái rễ này nó đang còn hơi vướng mắt thì mình sẽ chỉnh tiếp. Và đến cuối cùng thì còn lại những các cái phần mà bị gỗ khô, gỗ chết này mình sẽ cắt sau các bạn ạ. Và đây là cái mặt lồi của cái cây các bạn này. Đây. Đấy. Và mặt bên này mình sẽ lấy là mặt chính bên này. Giống như là con khủng long nó đang quay mặt để nó nhìn đấy các bạn. Đây, mình sẽ trồng nó như thế này. Và khi trồng như thế này thì các bạn thấy đây. Cái này nó cao hơn mặt đất một chút nhưng mà khi nó ra rễ thì nó bám xuống nó thành cái phần chân nơm các bạn. Còn cái rễ bên trong thân này thì mình có thể để lại luôn. Vì nó nằm trung tâm. Đây. Như thế này. Tiếp theo những rễ nào bị gãy này, bị thối chúng ta cắt luôn các bạn nhé. Tiếp theo là phần tay cành thì sau này mình sẽ tính tiếp. Thì cái đấy mình sẽ làm sau. Bây giờ ở cái video này mình sẽ nói vấn đề về cắt phôi thôi. Tiếp theo một cái nữa mình muốn nói với các bạn đó là đối với một cái cành nhá, cái này cái rễ thì khác, đối với cái cành. Ví dụ như đây là một cái cành. Cái cành nó mọc từ thân ra mà các bạn để dài thế này là không hợp rồi. Đây là cái rễ thì được. Ví dụ bây giờ từ gốc nó mọc lên cái cành như thế này. Thì các bạn chỉ lấy, ví dụ các bạn tính cái cành này là tương lai nó dài 30 phân. Thì bây giờ chúng ta chỉ lấy 1 phần 3 thôi. Để sau này khi cái cành nó ra nó phát triển nó sẽ bật mầm và mình sẽ lấy tiếp. Còn bây giờ mình lấy như thế này thì cái cành nó quá dài. Nhưng mà đối với một cái rễ thì khác. Đối với cái rễ thì mình trồng cái này mình thấy nó cũng hợp. Thì mình để lại được. Đây như thế này. Đó. Tiếp theo là những cái cành bên trên. Và những cái phần mục thì mình sẽ cắt bỏ. Đây ví dụ chỗ này thì cành nó cũng không hợp. Mình bỏ đi. Rồi là những cái chỗ mà nó bị sâu mục này. Mình cũng cắt bỏ. Cây này nó bị đục thân các bạn ạ. Nó bị sâu mục cái đường bên trong ruột ấy. Nó rỗng. Tiếp theo cái này là cái cành nhưng mà mình trồng theo hướng này thì nó sẽ thành cái rễ các bạn ạ. Cái này này. Còn cái cành nhỏ này mình cho nó phát triển đi, sau này nó bật rễ đây ra. Còn tiếp theo cái phần trên này thì những cái cành thừa mình sẽ cắt bỏ đi. Và cái phôi này mình cắt như thế này là xong. Nhìn ở ngoài thì nó cũng giống hình một con thú các bạn ạ. Đưa vào máy thì nhìn qua máy quay thì không biết là nó có rõ được không. Đây nó như thế này. Và tương lai mình sẽ làm nó hình tượng giống như là một con thằn lằn sấm các bạn. Quay đầu lại. Và vấn đề về cắt phôi thì có một số các bước cơ bản như vậy để các bạn tham khảo.
Và mình nói với các bạn đây chỉ là một số cái bước cơ bản thôi nhé. Chứ còn khi mà gặp các cái loại phôi độc dị lạ thì đối với một cái phôi độc lạ ấy, thì chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn và chúng ta cần xem xét kỹ hơn. Còn đối với các cái phôi bình thường các bạn đi đào được hoặc các bạn mua được, tìm được thì các bạn cứ theo các bước tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn có thể cắt sửa được cái phôi cho mình. Và đến khi mà nó mọc mầm rồi, sau này chúng ta muốn tạo dáng, định hướng tạo dáng ấy, thì mình lại tìm môi trường sống cho nó, thì các cái đấy là tôi sẽ nói sau. Cái phần đấy là liên quan đến vấn đề là tạo tác phẩm rồi. Sau khi các bạn cắt phôi xong thì mình bôi keo liền da các bạn ạ. Còn nếu các bạn không có keo liền da thì các bạn cũng không cần bôi cũng được. Và đặc biệt là thế này, đối với những cái phôi nhỏ mà vết cắt nó chỉ bằng cái đầu ngón tay này thì chúng ta không cần bôi keo liền da cũng được, các bạn có thể trồng bình thường. Và các bạn nên trồng sớm, ví dụ như cái phôi này mình lấy hôm nay thì mình nên trồng hôm nay. Còn các bạn nếu mà để đến mai bữa kia các bạn trồng thì các bạn nên đưa nó vào một cái chỗ nào mà râm mát và có độ ẩm cao. Nếu các bạn mà đưa ra nắng thì nó sẽ không tốt cho cây và có thể chết phôi này. Và các bước cắt sửa phôi thì đơn giản vậy thôi. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa chia sẻ với quý vị và các bạn một số cái bước cơ bản để chúng ta cắt sửa một cái phôi bonsai để chúng ta trồng và tương lai chúng ta tạo dáng cây cảnh. Hy vọng với chia sẻ vừa rồi các bạn có thể áp dụng để cắt sửa phôi cho mình. Hôm nay cũng chuẩn bị đến Tết rồi. Chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui, tạo được nhiều tác phẩm đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.